Em chào anh Nguyên ở Cần Thơ nha. Cái biến tần của anh thì em đã làm xong rồi nha. Đây là cái đồng hồ để đo cái điện áp của tấm pin nè, cũng như dòng sạc của tấm pin. Đây là đồng hồ đo điện áp để sạc ắc quy. Bên đây là đồng hồ 6 thông số. Thì hiện tại em đang dùng cái bộ nguồn 48V em thay thế cho cái tấm pin mặt trời á. Thì nó đang nạp vào nè, đang nạp vào cái bộ ắc quy của em đây. Thì bây giờ em sẽ mở cái công tắc kích lên nha. Đây, mở công tắc kích đang nằm ngay đây. Thì đây là nó đã ra được 219V nè. Đấy. Em gắn cái đồng hồ 6 thông số cho anh luôn rồi ha. Bây giờ em tắt đi ha. Thì nếu mà anh không có ban ngày mà anh không dùng ắc quy á, thì nó cũng có thể chạy trực tiếp nha. Như bên đây em mở ắc quy ra cho anh xem nè, mở ắc quy ra đó, thì nó sẽ không còn dòng sạc nữa. Dòng sạc trở về bằng không. Điện áp của tấm pin mặt trời là 47,9 là 48V nha. Và điện áp đầu ra ở đây là 14.1, 14.3 hoặc là 14.1 nha. Thì do cái đồng hồ này hơi sai số một chút thôi. Rồi bây giờ là anh có thể sử dụng điện 220 ở đầu ra luôn, không cần cái quy. Em gỡ cái nói quy rồi này nha. Đây nè, bật lên nè. Đấy, anh thấy 220 đầu ra nè. Đó, 220 ha. Rồi cái biến tần này của anh em làm xong ha. Mai em sẽ giao cho anh nha. 8V qua cái bộ sạc ghi map xuống còn 30V. Ở đây sạc cái dòng đang làm 19A, đang sạc cho bộ pin nè, 19A.